ra là có tiễn mà. Nhưng mà cái lúc mà chia tay ở lúc cuối mà phải vào vào trong sân bay ấy, vào để ngồi vào trong sân bay, không, nếu mà những người nào bay thì mới được vào ấy, thì lúc đó anh Đạt anh sẽ không đứng đó nữa, anh sẽ đi, tại vì nếu mà đứng lâu ấy sẽ có cả hai bên thì sẽ có người khóc, và khi một người khóc ấy thì rất là buồn, nó không níu kéo nhau không muốn về nước đâu. Nên là anh Đạt phải làm thế. Nhưng mà mình để ý nhá, mình đi ngay sau anh Đạt, mình để ý là lúc sau ấy, anh Đạt nhìn lại bao giờ, vì đi vào thôi nhìn từ xa, lúc đấy Vi không để ý nữa rồi, nhưng anh Đạt nhìn từ xa. Đấy là cái điều mà mình cực kỳ là nể và tôn trọng anh của mình. Bớt spam đi, like nào cũng hỏi Đạt ốm với anh Đạt đang sụt xịt đi kìa, khổ thân. Thì nó phải xem nào đi mua thuốc cho ông ý thôi. Ý em hỏi là anh Đạt sao không tiễn Vi qua Singapore. Thế liệu nha, mọi người hỏi nha, nếu anh Đạt tiễn Vi ra Singapore, liệu anh Đạt có về Việt Nam không? Anh Đạt chắc chắn là sang hẳn bên Indo rồi, đúng không? Có đúng không mọi người? Mọi người suy nghĩ đi, tại vì thứ nhất là thời gian vừa rồi cũng gặp nhau rất là nhiều rồi. Anh Đạt thì giờ cũng phải lo chuyện kiểu anh em gia đình này, nhiều chuyện ở Việt Nam, công việc nữa chứ, làm sao mà mọi người hiểu ý mình đúng không?